đây là lạc trần vốn là một tiên tôn của tiên giới chỉ vì thái hoàng kinh mà anh bị nữ đồ đệ mưu hại sau khi chết anh được chuyển sinh về quá khứ năm 20 tuổi ở tập trước anh đã giúp tử khối diệt sạch thạch ra bảo vệ danh tiếng của a phổ gia lại vì a phổ gia mà loại bỏ tử dịch xong việc thì cậu nhờ tử khối dẫn đường đến điền gia trại đến được điền gia trại thì tử khối hết lời cảm ơn lạc trần lạc trần một phần cũng là vì giúp tử khối một phần cũng không muốn vào lúc cậu ấy huấn luyện viết sát lại có người đến làm loạn tử khối nghe thấy cái lý do này mà chỉ biết khẽ cười tự tin nếu có lạc trần ở đây thì huyết thi vương sẽ phải dơ tay chịu trói đang nói chuyện vui vẻ thì lại có người đến đây là hạo khải minh quan chỉ huy của đội vũ trang số một nam cảnh phụng lệnh của tổng bộ để giúp đỡ lạc trần bắt huyết thi vương hạo khải minh lần này đem đến cho lạc trần một lão hòa thượng đến từ vô tướng tự ở tây sơn cao nguyên hắn còn giới thiệu giáo sư này sớm đã nửa bước thông thần nghe thầy lão hòa thượng kia được quảng cáo là nửa bước thông thần nhóm huyết sát cũng khá bất ngờ cho rằng ông già này lợi hại hơn người nhập đạo lạc trần nghe thấy cũng chỉ nhếch mép cười khinh cái gọi là thông thần thực tế tương đương với thức tỉnh. Lão đầu này nhìn dáng vẻ quả thật có phần bản lĩnh, có điều cho dù gần tới thức tỉnh cũng vẫn có chênh lệch cực kỳ lớn với người thức tỉnh thật sự. Tuy là hòa thượng, nhưng ông già này vẫn rất tự tin, còn dọa là nhìn thấy tướng mạo của Lạc Trần sợ rằng sẽ hập xui, không bằng mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, nếu chấp mê bất ngộ ác sẽ thành tai họa. Lạc Trần nghe vậy cũng tính một quẻ cho ông ta, ông hòa thượng này hôm nay ắt sẽ có họa thấy máu. Hòa thượng nghe thấy thì cay cú, đập cái trượng của mình xuống đất, tạo ra một vòng xung lực khiến mấy người ở gần đó giống như tinh thần bị giáng xuống. Hạo Khải Minh thấy vị hòa thượng này thị uy thì liền cười nhạo, tạm biệt Lạc Trần cùng những người khác đi đến điền ra trại. Lạc Trần cùng nhóm huyết sát và tử khối cũng chỉ biết đứng trên vách núi nhìn hai bóng hình đi vào vùng phong tỏa bằng một lớp dao động ma lực màu đen. Vệ tử Thanh đứng một bên không chịu được tò mò mà hỏi Lạc Trần, liệu có phải lúc nãy Lạc Trần thuận miệng nói hai thật sự tính quẻ cho ông hòa thượng kia thấy máu? Làng Trần quay đầu chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ vệ tử Thanh vài câu, nếu Lạc Trần có thể biết trước tương lai thì bây giờ cậu ấy đã không còn đứng ở đây, dù sao thăm dò thiên cơ, biết trước tương lai, yêu là hành vi nghịch thiên, cuối cùng sẽ chịu sự trừng phạt của thiên đạo, không bao giờ có thể che giấu được. Rất lâu trước đây, Lạc Trần cũng có một người bạn thân, phải nói là tính không sai sót, bói cũng không ít, nhưng cuối cùng chịu sự trừng phạt của trời giáng xuống. Anh ta mới thăm ngộ được đạo lý bên trong, vệ tử thanh thấy Lạc Trần nó đến một quá khứ đau buồn, thì có hơi lo lắng, làm Trần cũng không quan tâm chuyện này nữa bảo mọi người hãy xem xem mình nói đúng hay là sai. Chuyển cảnh xuống dưới, vị hòa thượng kia tiến vào trong khá dễ dàng, những con thây ma nhỏ nhai không hề làm gì được ông chọc này ông ta tiến lại gần thi vương niệm thuật gì đó rồi biến ra mật tông thuật phục ma kim cang ông ta điều khiển con quỷ màu vàng này bắt thi vương nhưng chưa làm gì được thì đã bị thi vương phóng thẳng lên như một cây thương xuyên đầu con quỷ của tên hòa thượng này hòa thượng không còn chỗ đứng thì nhảy xuống ông ta khá bất ngờ vì thi vương có thể phá được phục ma kim cang của mình điều này dự báo cho một trận chiến ác liệt sắp xảy ra thi vương được thế thì lao đến lão hòa thượng kia nhảy lên đập cho nó sấp người xuống đất thi vương nằm dưới đất tạo ra những cái gai nhọn chùi lên hướng thẳng tới hòa thượng ai ngờ hòa thượng lại có một cái trống vô cùng bá đạo đập ra những tiếng vang âm thanh khiến thi vương ôm đầu kêu quái oái hào khải minh ở trên nghe âm thanh này thì ôn đầu lạc trần nhìn đội hình huyết sát không ngờ tiếng trống ra người của hòa thượng đó lại không hề ảnh hưởng đến bọn họ xem ra tu luyện bấy lâu nay đều có tác dụng đây là vì trước đó bọn họ trọng luyện thế khiến dung dịch thần bí của cu luôn đều phân tán đến cơ bắp mà thiền hoặc ngủ là vì để ngưng tụ lần nữa vì thế cách của lạc trần mới phát huy hiệu cả thực sự Lạc Trần thấy tình hình ở dưới bắt đầu không ổn thì kêu mọi người chuẩn bị. Ác quỷ nhóm xuống dưới thì thấy hòa thượng đang giữ thế thượng vong không hiểu sao lại phải chuẩn bị nghinh chiến. Chuyển cảnh xuống dưới, đúng là lão già kia đang giữ lợi thế, nhưng bất ngờ thi vương vùng lên, dùng niệm lực bẻ gãy cây trượng kia. Mất đi cây trượng này, hòa thượng chỉ còn cách là chạy ngay đi của Sơn Tùng, Hạo Khải Minh ở trên cũng thấy tuyệt vọng. Nhưng đội huyết sát ở bên cạnh thì đã sẵn sàng nghinh chiến, lao thẳng vào trong đền ra chạy. Hạo Khải Minh thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ khinh thường lạc trần. Về phía vị hòa thượng kia, ông này vẫn đang chạy bán sống bán chết nhưng không ngờ vẫn bị khi vương tóm lại cứ ngỡ là mình về chầu ông bà thì lạc trần đột nhiên xuất hiện Thi vương vừa thấy lạc trần thì người run như cầy sấy liền lùi lại đằng sau tin hòa thượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao thi vương lại sợ lạc trần đến vậy một người nửa bức thông thần như ông ta cũng phải ôm đầu bỏ chạy tại sao một tông sư nhỏ bé lại có thể làm được điều này thi vương ở ngoài nhận ra lạc trần thì lập tức bỏ chạy lạc trần cũng không để nó chạy liền đuổi theo đấm một cú khiến nó bay đi một đoạn dài thi vương lúc sau thì liền bật dậy đang định nghiệm lực thì bất ngờ lại không thấy linh lực của mình dao động lạc trần bất ngờ xuất hiện từ đằng sau thông báo cho nó là linh lực đã đều bị cậu ta phong ấn chưa lần như lần trước cũng không còn tác dụng vừa nói hết câu thì lạc trần lại đạp cho nó một cái kiến thi vương bay đi một đoạn dài tin hòa thượng lúc này cũng đã ngán ngẩm không hiểu lạc trần còn là người nữa không lạc trần lạc trần lúc này cũng kêu đội huyết sát lại nhanh làm việc còn về độ huyết sát nghe lệnh cũng nhanh chóng vào việc bây giờ thi vương đã không còn linh lực giải quyết nó chỉ là việc càng con đối với huyết sát Tên hòa thượng kia thấy được thực lực của viết sát cũng lắc đầu, sau lần này chắc ông ta chỉ dám ngoan ngoãn ở nhà tu luyện mà thôi. Sau một hồi tầm quất cho con thi vương kia, đi lạc trần lúc này cho nó hai sự lựa chọn, một là một trưởng khiến nó bay màu luôn, hoặc là sẽ đi theo lạc trần suốt đời. Tất nhiên là thi vương không muốn chết, hiền quay ra đập đầu lia lịa bái sư lạc trần, giải quyết xong thi vương thì đội huyết sát kiểm tra một vòng xem còn nguy hiểm gì quanh đây không. Hào Khải Minh và ông hòa thượng kia thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đang tính chuẩn thì bất ngờ bị Lạc Trần gọi lại. Lạc Trần hỏi ông ta còn nhớ quẻ vừa nãy cậu tính cho ông không? Tin Hòa Thượng đương nhiên là nhớ. Hắn tuy không địch lại thi vương đó, nhưng may mà có mật tông chi thuật hộ thể nên vẫn chưa thấy máu. Lạc Trần để không muốn mình nói sai, thế là cho ông ta mù tạt phụt cả máu mùng. Đang tính quay sang cho thêm Hào Khải Minh một tát, thì đã được vị Hòa Thượng nói đỡ cho. Hai người xin được Lạc Trần tha thứ và lập tức rời khỏi đây. Vừa đi được một giây, thì lại bị Lạc Trần gọi lại. Lạc Trần tò mò lúc trước khi lão Hòa Thượng nói thêm mệnh của cậu ấy rõ ràng đã sinh ra dao động linh lực, chắc hẳn đó không phải là nói bừa. Lão Hòa thượng lúc này mới giải thích, vừa rồi ông ta thông qua tướng thuật xem bói, thấy Lạc Trần có nạn, căn nguyên xuất phát từ tên họ, Lạc Trần họ Lạc, chữ Lạc mỗi nét một nơi, số phận có nỗi đau chia ly. Lạc Trần trong khoảng thời gian này, sợ rằng vì chuyện họ tên dẫn đến cuộc chia ly của người thân, Lạc Trần nghe xong cũng khá bất ngờ. Đúng lúc này thì có một tiếng gọi ở đâu đến, Giang Đồng Nhiên bất ngờ chạy tới, khóc lóc mà ôm chầm vào Lạc Trần, vội nói, lúc nãy cô nhỏ tức là Thẩm Nguyệt Lan, và giang giật phi cãi nhau rất dữ dội sau đó không biết giật khi đã làm gì thẩm nguyệt lan mà ngất xỉu đi bác sĩ riêng đều không xét nghiệm được tại sao nên giang đồng nhiên mới đến tìm lạc trần đặt chuẩn nghe xong thì liền hỏi thăm nguyệt lan đang ở đâu giang đồng nhiên lau nước mắt nói có lẽ đang bay trên máy bay về kinh kỳ trước đó chị gọi cho em nhưng em đã vào vùng núi rồi nên không gọi được lúc đó thẩm nguyệt lan vừa bị đưa đi lạc trần nghe xong liền hỏi về vật trâu trên tay của thẩm nguyệt lan giang đồng yên bảo nó đã bị đứt giang đồng nhiên không hiểu lúc này lạc trần hỏi về cái vật trâu đó để làm gì Lạc Trần chỉ biết nói qua loa là thứ đó rất quan trọng, thực chất trong Phật châu mà Thẩm Nguyệt Lan đeo, ẩn giấu một chú thuật vô cùng phức tạp, mỗi khi kích phát thì ngay cả Lạc Trần cũng không cứu được, chỉ có ý chí của người đeo mới có thể giải trừ được. Giang Đồng Nhiên lúc này thấy được sự quan trọng của Phật châu kia, mới bắt đầu kể, Phật châu này là do một vị cao nhân đắc đạo của Tây Sơn tặng, chuyên rằng có thể cầu an, hạnh phúc cho theo ý niệm của người đeo. Thẩm Nguyệt Lan nói đời này bà ấy chưa từng có lỗi với ai, ngoài đứa con trai ơi hơn hai mươi mấy năm trời chưa từng gặp. Thẩm Nguyệt Lan sau khi có Phật châu này, dù biết là mê tín nhưng vẫn cầu thúc, nếu không mỗi ngày đều phải gánh chịu nỗi đau quất nhục phân lì, bà ấy sẽ không thể nào trông đỡ được đến hiện tại. Lạc Trần nghe xong câu chuyện cảm động này cũng không biết nói gì, đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần rung lên, là Lạc Tung gọi. Ông ấy thấy lo lắng trong người nên muốn hỏi xem Lạc Trần có việc gì không, Lạc Trần liền an ủi bố mình, đúng lúc này thì hỏi một chuyện, Lạc Dương Húc có phải tên của bố từ trước đến nay sao? Lạc Tung cũng không ngại trả lời, ông ấy vì không muốn bị thẩm gia tra xét, nên khi đưa Lạc Trần rời khỏi kinh kỳ đã đổi tên nhưng không đổi họ. Lạc Trần lúc này có được thông tin mình muốn thì hỏi tiếp một câu, Thẩm Nguyệt Lan có phải là mẹ của cậu không? Làm Tôm sau khi nghe câu hỏi này thì chết đứng đánh rơi miếng ngọc bội trên tay xuống, không ngờ Lạc Trần đã gặp bà ấy, Lạc Tôn vội vã hỏi về tình hình của Thẩm Nguyệt Lan, Trần lúc này không dám nói thật, chỉ dám nói dối cha mình là Thẩm Nguyệt Lan, mẹ của mình còn đang rất khỏe mạnh và cậu ta sẽ nhanh chóng đưa bà về để đoàn tụ với gia đình. Tắt điện thoại, Trần nhớ lại những giây phút ở cùng với Thẩm Nguyệt Lan, những ký ức làm cho cậu chết lặng, bất ngờ Lạc Trần mở mắt, tức điên đến tột độ. Sự tức giận này làm luồng khí tức xung quanh cậu ta bùng lên, đôi tóc lại bắt đầu ngả vàng, ánh mắt như một con thú hoang muốn tìm giang giật phi. Kết thúc video ngày hôm nay. Để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh triệu ra, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.